Sau nhiều ngày tháng ấp ủ, cuối cùng Hồng Quân cũng có được một phòng game cho riêng mình, được anh gọi với cái tên Game Home Center. Đây thực sự là phòng game hiện đại, từng tạo nên cơn sốt khi được ra mắt vào năm 2016, mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho người chơi. Tuy nhiên, tham vọng của Hồng Quân không chỉ có vậy, nó còn lớn lao hơn nhiều. Với mục tiêu góp phần đưa nền eSports nước nhà phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhiều đội tuyển mang tên Game Home ra đời. Trong đó nổi bật nhất là Game Home eSports, tiền thân của Game Home Hà Đông, với những thành tích đáng tự hào ở các giải đấu PUBG trong nước cũng như quốc tế. Cái lĩnh vực đội tuyển cũng nói riêng rồi là thể thao điện tử chuyên nghiệp nói chung của Việt Nam mình thì về cơ bản vẫn đang đầu tư cho tương lai, chứ chưa phải là một ngành nghề sinh lời ở thời điểm hiện tại. Nó bắt nguồn từ cái niềm đam mê của mình là chính. Cũng mong muốn là sẽ góp một phần sức nhỏ bé của mình đến cho cái nền thể thao điện tử chuyên nghiệp của Việt Nam nó ngày càng chuyên nghiệp hơn, để có nhiều sân chơi hơn để cho những cái bạn trẻ đam mê bộ môn thể thao điện tử có thể thỏa sức mà trình diễn cái khả năng cũng như là cái đam mê của mình. Nên là việc mình thành lập đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp cũng cố gắng làm sao hoàn thiện cái đội tuyển của chính mình để có thể đưa cái nền thể thao điện tử của nước nhà ngày càng một đi xa hơn. Có thể nói ở làng eSports Việt Nam, Hồng Quân là người hiếm hoi trải qua gần như tất cả các vai trò, từ chơi game, kinh doanh game, rồi đầu tư, quản lý đội tuyển eSports và cả streamer nữa. Bận rộn là vậy, nhưng Hồng Quân vẫn dành thời gian cho đam mê vốn có của mình, đó là chơi game và stream, nơi anh hóa thân thành Quân Du. Những lúc thế này, Quân mới đúng là mình, với niềm vui cùng các nhân vật trong thế giới game. Quãng đường thì nó cũng dài, đến bây giờ có lẽ cũng khoảng gần 10 năm rồi. Cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm, từ những lúc là được bố mẹ cũng không công nhận với công việc của mình, xã hội rồi là gia đình nhiều không công nhận, nhưng đến bây giờ thì mọi người đã công nhận được cái công sức, cái công việc của mình rồi. Thì cũng là gọi là có phát triển, có thành công. Cũng chỉ mong muốn làm sao mà công việc ngày càng nó càng tốt hơn, rồi là thể thao điện tử được công nhận nhiều hơn. Ví dụ như là sắp tới tham gia được những cái giải đấu lớn như là SEA Games chẳng hạn, thì là những cái người như mình cũng sẽ được ngày càng được công nhận và đóng góp nhiều cho xã hội hơn. Thì đấy là cái mong muốn lớn nhất. Cuộc sống như một con tàu đi trên đường ray, chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay đầu lại. Chúng ta cứ mải miết đi, hướng đến nhà ga như đích đến của cuộc đời. Tuy nhiên, với những người luôn chất chứa trong mình niềm đam mê và sự nhiệt huyết với thế giới game như Hồng Quân, ga đến của anh vẫn còn rất xa phía trước.